Vậy chào mừng các bạn trở lại với chuyện là của mình. Wow, và mình chúng ta có đây. Ho, lần này cũng là khổng lồ các bạn. Con cáo một con gì đó màu xanh nữa này các bạn. Ok nha, hôm nay chúng ta sẽ phun thẳng màu đỏ một cái rổ này các bạn. Đây, mình sẽ đem nó đi rửa các bạn. Wow, quá trời, cái loại màu sắc khác nhau nó dính luôn các bạn. Đã chơi rồi. Ok nha, giờ chúng ta sẽ đựng hết luôn. Wow. Con khủng long khá là nhỏ đây các bạn. Wow, cả bầy khủng long luôn. Cũng là khỏe hết các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ rửa thôi là chứ. Wow, này là chỗ rửa các bạn. Tại mình sẽ rửa cái này, mình rửa cái này này. Nó bay hết cái loại màu sắc ra luôn rồi các bạn. Ok nha, và giúp cho thầy gửi găng tay đầu tiên luôn. Wow, găng tay khổng lồ luôn các bạn. Wow, một cái găng tay màu xanh lá cây khổng lồ luôn các bạn. Wow, nó như hai màu luôn các bạn à. Ok nha, đây là một cái găng tay khổng lồ luôn các bạn. T-Rex, Tyrannosaurus khổng lồ nha. Rất là ngầu các bạn. Ok. Wow, ở đây mình có một chú khủng long bọ chúa đang nằm nghỉ với các bạn. Đây là con T-Rex Tyrannosaurus các bạn, các bạn đang nằm nghỉ các bạn. Ấy giờ lạ lùng chưa, ghê, khủng long khá là đẹp nha. Đây đã quá luôn. Theo chúng ta có con gì đây? Đây là gì đây nè? Đấy. Wow, ở đây mình có con Amagasaurus các bạn, một khủng long với những cái gai khổng lồ trên lưng các bạn. Đây là khủng long Amagasaurus màu xanh lá cây của mình các bạn. Nhìn đẹp chưa, kia một con khủng long siêu ngầu luôn nha. Ở đây mình có gì đây? Amagasaurus, một loài khủng long khổng lồ với những cái gai trên lưng rất là đẹp luôn các bạn. Ngầu dơ. Wow, tiếp theo nào. Wow, một con khủng long màu đỏ. Ok, vô luôn. Wow, ở đây mình có con Parasaurolophus khủng long chi màu gần các bạn. Wow, với màu xanh dương xanh lá cây rất là bắt mắt luôn nha các bạn. Một loài khủng long ăn cỏ khá là to lớn luôn. Đây là con Parasaurolophus của mình đây các bạn. Wow, một chú Parasaurolophus khá là ngầu luôn nha các bạn. Nhìn đã chưa kìa. Wow, lần này chúng ta còn khủng long màu xanh. Wow, ở đây chúng ta có con Ryolophosaurus các bạn. Wow, ở đây chúng ta có con Ryolophosaurus có cái phần đầu là một khối mai rất là đẹp này thấy không? Răng cỏ rất là đúng luôn. Ok. Wow, ở đây có cả một cặp Ryolophosaurus nha các bạn, nhìn rất là đẹp. Wow, tóc luôn. Tiếp tục cái gì đây? Wow, chú con lông màu xanh lá cây. Stegosaurus màu hồng các bạn à. Wow, ở đây chúng ta có một con khủng long Stegosaurus màu hồng khá là to lớn luôn. Chú khủng long Stego của chúng ta đi rồi, với màu hồng cái đặc trưng này là khủng long gác mái Stego nha các bạn, nhìn rất là đẹp đúng không? Ngầu Stegosaurus kìa các bạn, quá ngầu với một chú khủng long Stegosaurus siêu đẹp như vậy đấy. Chúng ta có gì đây? Parasaurolophus à các bạn. Wow, đây chúng ta có một con khủng long chim màu gần Parasaurolophus phiên bản siêu nét luôn các bạn, rất là đẹp luôn đó. Nhìn cái độ màu sắc của nó này rất là nét và bắt mắt luôn nha các bạn, nhìn đẹp cực kỳ luôn. Nguyên con Bara luôn. Ở đây mình có con Parasaurolophus là một loài khủng long khá là ngầu luôn các bạn. Đấy, đẹp chưa kìa. Wow, con khủng long to lớn này hôm nay chúng ta là gì đây? Quá là to luôn. Hey, sure. Ok,
Ok, và hôm nay chúng ta có con Therizinosaurus các bạn, một con khủng long với mong muốn khá là bén luôn các bạn. Đó là khủng long Therizino. Wow, nhìn rất là ngầu luôn các bạn thấy không? Đó, đây là một con khủng long Therizino khổng lồ của mình đấy các bạn. Rất là đẹp luôn các bạn, mong muốn luôn khá là bén luôn nha. Oh, và đây là Goro đánh nhau với Therizino các bạn, có vẻ nó đang đánh một quát gục luôn con Therizino. Bén hay không qua luôn. Tiếp theo nào, wow, chúng ta có chú màu hồng. Ôi trời. Wow, và đây là một con T-Rex Tyrannosaurus ta các bạn. Wow, ở đây chúng ta có một con lông bạo chúa T-Rex luôn các bạn, nhìn ngầu cực kỳ luôn nha. Một con lông bạo chúa khổng lồ và xanh lá cây các bạn à, quá đẹp luôn, nhìn cực kỳ xuất sắc. Hay là mình đã hạ gục cả một con T-Rex các bạn, hay rất là nguy hiểm luôn. Đây mình có con Ankylosaurus khổng lồ với những chiếc gai khá là cứng trên cái lưng các bạn. Wow, đây là khủng long Ankylo màu tím của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa. Đây là con Ankylosaurus của mình đây, quá là ngầu luôn nha. Đây là khủng long Ankylo của mình đây, không gai không là gai trên người. Và đây con Ankylo quật vào mặt một con voi khổng lồ các bạn, đánh rất là đau nha. Ai xa đập bóp luôn. Ok, tiếp theo nào. Wow, Brachiosaurus khủng long cổ dài màu đỏ các bạn à. Wow, chúng ta có một chú khủng long cổ dài màu đỏ siêu ngầu luôn nha. Nguyên một con khủng long cổ dài khá là to lớn luôn kìa các bạn, nhìn đẹp chưa kìa. Đó, đẹp cực kỳ luôn. Brachiosaurus một cặp khủng long cổ dài nặng lên tới 30 tấn và nó đi rất là chậm luôn các bạn, nhìn đẹp chưa kìa các bạn. Tiếp theo chúng ta có gì đây? Một con khủng long màu xanh lá cây. Chậm, ném vào luôn. Wow, và đây mình có gì đây các bạn? Wow, một con khủng long Triceratops, khủng long mở sừng trưởng thành cực kỳ to lớn luôn các bạn. Nhìn to chưa kìa, đây là con Triceratops của mình nha. Nhìn rất là đẹp luôn đó. Đó, đây là con tam giác long. Wow, và đây mình có con Triceratops khổng lồ, một con khủng long mở sừng siêu ngầu luôn nha. Nhìn đã chưa kìa. Triceratops. Wow, và con khủng long cuối cùng hôm nay trong video này chúng ta có cái gì đây? Wow. Wow, ở đây chúng ta có thằng lằn bay Tyrannodon khổng lồ các bạn. Đây là thằng lằn bay không răng khổng lồ nhất của thời tiền sử luôn, nhìn rất là đẹp màu vàng luôn các bạn. Oh, đây là thằng lằn bay Tyrannodon các bạn, bay vòng vòng các bạn. Quay nó cắm đầu xuống các bạn cả chưa. Wow, hôm nay chúng ta thu thập được khá là nhiều cái loài khủng long luôn các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã hoàn thành mình cho video này, nếu thích video này